What's good, what's good? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nghe The Beat Đi Ba. Đây là một chương trình radio được phát hành trên kênh YouTube The Beat Official cũng như là trên server Discord The Beat Động. Chúng ta sẽ lên Spotify trong thời gian sớm nhất nếu như mà tôi lo được vấn đề bản quyền. Trong Nghe The Beat Đi Ba, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những con track cực cháy, lắng nghe tâm sự của nhau sau một tuần dài làm việc và học tập mệt mỏi, cũng như là tìm hiểu, cập nhật những thông tin hữu ích về văn hóa và đời sống. Hy vọng là sẽ mang lại cho các bạn những giây phút thư giãn thật là thoải mái cùng những bản nhạc thật là hay. Và trong Nghe The Beat Đi Ba ngày hôm nay, hãy cùng lắng nghe tâm sự của một anh người yêu khi mà gần đến ngày phụ nữ Việt Nam sắp tới rồi vẫn chưa biết mua gì tặng bạn gái. Và đề nghị của cô bạn gái này có thể sẽ khiến khối ông F.A. giật mình đó. Nhưng đó là ở phía sau. Còn bây giờ, hãy mở đầu với một bài nhạc thật là hứng khởi nào. Let's go! Má xanh, má xanh, má xanh, Louis V và Chanel bag, I got it like you want me, baby. Má xanh, không phải một ai khác. Má xanh, flexing on this girl, no cap. Má xanh, chill đi và đừng chia ly, I got it like you want me, baby. Shorty tâm trạng hôm nay em nắng hay mưa, anh đang phi qua em đã make up xong chưa? Ok xong rồi thì lên xe anh ngồi, tim mình tăng ga khi em đánh mắt đông đưa lại. Standing on em hậu như là BMX. Anh thích các em lên đồ, em thích nhất khi anh flex. Em đi được nửa bước toàn ánh mắt xăm soi. Bữa tiệc này chỉ bắt đầu khi em lắc thật không. Tình là booty and no pantry mà coody. Và em rất thích anh gọi là baby. Hai con tim và mình cũng free. First date Sunday, em bước xuống phố như sun runway. Chiếm lấy tâm trí chưa đầy 5 giây. Với mắt xanh on my mind. Mắt xanh, riêng em không phải một ai khác. Mắt xanh, flexing on this girl no cap. Mắt xanh, Louis V và Chanel bag. You got it like you want it, baby. Mắt xanh, riêng em không phải một ai khác. Mắt xanh, flexing on this girl no cap. Mắt xanh, cheers đi và đừng chia ly. Got it like you want it, baby. Baby, quay PT không gió về đâu. Hello, anh đây. Và vừa rồi là sự kết hợp của Gil, Tờ Linh cùng với producer QD với contract Mắt Xanh. Chắc có lẽ là ở đây nhiều bạn chưa nghe qua bài này đâu, nhưng mà đến đoạn điệp khúc các bạn có một cảm giác ngờ ngợ đúng không? Khi mà được dịp nghe qua bài này lần đầu tiên thông qua một cái lần stream ở trên kênh với mọi người, thì tôi đã dự đoán rằng đây rất có thể là một cái xu hướng TT tiếp theo. Tại vì cái đoạn điệp khúc nó quá là bắt tai đi. Và về sau thì đúng như thế thật. Mọi người có thể thấy là đoạn điệp khúc được lồng vào rất là nhiều những video ngắn của tất cả các bạn nữ xinh đẹp ở trên nền tảng đó. Tôi thì không có coi bao giờ đâu, nhưng mà cũng có mấy anh em hay coi, người ta mắt lại. Bên cạnh đánh dấu sự kết hợp của hai cựu thành viên rap Việt, đó là Gil và Tờ Linh, thì producer QD cũng là một điểm sáng rất là được chú ý ở trong track này. Nhất là khi mà anh vừa mới cùng Hiếu Thứ Hai cho ra mắt một cái album mà nhận được một cái sự đón nhận khủng khiếp từ truyền thông cũng như là người nghe nhạc, cả underground và cả mainstream luôn. Nếu như mà có dịp được bên Hiếu Thứ Hai dơ cao đánh khẽ về mặt bản quyền, thì biết đâu chúng ta sẽ có một số Nghe DBD3 để review album của Hiếu Thứ Hai.
mọi người stay tuned nha. Và hãy ủng hộ cho tôi, tiếp thêm động lực cho tôi đi nào mọi người, bằng cách nhấn tim hoặc là like hoặc là subscribe kênh bất kỳ nền tảng nào mà bạn đang nghe nghe DBD3. Hành động đó của bạn tuy nhỏ thôi nhưng mà nó mang lại một nguồn động lực rất là lớn cho tôi. Mọi người có biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi không nhỉ? Theo như cái ngày mà tôi ghi âm cái số podcast này thì nó đã là ngày 17 rồi. Tức là còn 3 ngày nữa chúng ta sẽ đến ngày Phụ nữ Việt Nam. Ê, nói về phụ nữ, tôi thì cũng không hiểu quá nhiều về phụ nữ. Tôi có người anh em tên Sơn là giáo sư bộ môn đấy. Tuy nhiên, họ là một nửa thế giới của anh em đàn ông chúng mình rồi, đúng không? Nếu như mà anh em mình có xu hướng là mạnh mẽ, cực diện, thích sự thẳng thắn, rõ ràng bao nhiêu, thì tôi thấy nửa bên kia của mình lại có xu hướng là người ta huyền bí. Người ta lúc này lúc kia, lúc ẩn lúc hiện, nói chung là khó hiểu. Chắc chắn là anh em nào mà miễn là không FA, anh em mà có người yêu hay là thậm chí kênh mình có mấy anh có vợ có con, chắc chắn là ngoài cái việc là chiến đấu với cơm áo gạo tiền lo cho gia đình, có một cái mối bận tâm không hề nhỏ trong tâm trí các anh là không biết là nửa kia của mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào, mình bị dỗi là vì lý do gì, có phải là vì mình mang hai chiếc tất trái màu đi làm hôm nay hay không. Đấy, làm đàn ông đôi khi nó không khổ thế. Tôi cảm nhận anh em đàn ông mình bây giờ giống như là ai cũng bị gài vô thế hết trơn á. Cái thế gì không? Thế em có chuyện gì? Let's go. Chuyện gì sao trong em không vui? Có phải vì công ty chưa xong xuôi? Hay chỉ đơn giản là em thấy nản? Thứ em cần là một khoảng không thôi. Thế em có chuyện gì? Dù biết là việc kể ra có thể khiến em thấy bất tiện vì anh cũng chả là ai, chỉ là một người nhìn em như thế đủ biết em có chuyện gì. Và em một mình một góc nữa, em luôn cố gắng mạnh mẽ để không còn phải khóc nữa. Em chẳng cần ai động viên thắp lửa, vì em muốn tự một mình đối diện với những điều sắp sửa. Thế em có chuyện gì? Anh chẳng thể hỏi thẳng, vì nếu mà lỡ miệng thì sẽ làm em sợ mà chọn ngã sai. Vì em tin rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai, baby. Thế em có chuyện gì? 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 Gia đình hôm nay mệt mỏi quá, hay là chiều hôm nay lại bận rồi? Không sao đâu, nó sẽ khỏe mạnh thôi. Có chuyện gì làm em của anh hờn dỗi? Em vẫn còn buồn ngày nào là ngày đó anh còn hỏi. Em cũng đừng có quan tâm lời người ta đồn thổi. Big love for you girl, yêu em theo kiểu không mòn mỏi. Yeah. Rốt cuộc là em có chuyện gì? Sợ em trả lời vô tâm khi anh thấy cách mình bắt chuyện kỳ. Sao ta phải sống như những người quen cũ? Không để lại bình luận như story nào đi em cũng xem đủ. Và điều đó làm anh buồn, muốn sớm hiểu thấu được em, nhưng có lẽ lần này anh muộn. Chỉ cần có em là được, nhưng đời này vẫn luôn ngược với những điều mà anh mong muốn, baby. Sợ em cứ phải dở hơi làm gì? Sợ em tự đắm chìm vào nỗi buồn mỗi khi một mình cứ thích nghĩ lắm. Sao không chia sẻ nó ra cho anh? Sao không để anh bên cạnh dỗ dành? Nhiều khi anh thấy em ích kỷ lắm, yeah. Vậy em có chuyện gì? Mọi người cũng sẽ như anh, chẳng muốn em có chuyện gì. Vậy em có chuyện gì? Ngày hôm nay của anh tệ lắm, chẳng biết em có chuyện gì. Thế em có chuyện gì? 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 Thế anh có chuyện gì? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nghe DBD3. Và vừa rồi chúng ta vừa nghe Thế Em Có Chuyện Gì của rapper Hà Lê. Anh tôi
Hey, anh tôi cũng là một người bị phụ nữ chơi đùa trái tim nhiều mọi người à. Hey, lại nói về phụ nữ, có một cái câu này mà tôi nghe từ nhỏ nghe đến lớn luôn rồi, mà tôi nghĩ là nó càng lớn càng thấy nó cũng đúng. Nó ngắn gọn thôi nhưng mà nó nói lên được tầm quan trọng của chị em trong cái bước đường sự nghiệp của anh em tôi. Đó là đứng sau thành công của một người đàn ông không bao giờ thiếu bóng dáng của một người phụ nữ. Đối với một vài người đàn ông cá biệt thì đằng sau lưng có nhiều người phụ nữ nữa. Đồ chứ chị em lúc nào cũng là cái người mà hình như thiên chức ông trời giao cho họ là một người vun vén hạnh phúc gia đình. Đàn ông xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Họ chắc chắn là quản trị tài chính tốt hơn anh em mình, chi tiêu có khi là vun vén chắc chắn là hợp lý hơn anh em mình. Nhưng mà tôi nghĩ là cái gì quá nó cũng không tốt. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các ông một câu chuyện nho nhỏ, cũng nhân dịp sắp tới 20 tháng 10 rồi. Một câu chuyện mà tôi đọc được trên báo khá là vui vào sáng nay, của nhà báo Thái Thịnh. Câu chuyện có một cái tip rất là hay. Quà 20 tháng 10, vợ tôi đòi quy ra vàng để bỏ ống. Mời các bạn cùng nghe với tôi nha. Không ngờ chuyện quà cáp 20 tháng 10 cũng chịu ảnh hưởng của cơn sốt giá vàng những ngày gần đây. Vợ tôi yêu cầu quy hết ra vàng để tặng nàng. Vợ tôi luôn nói nàng không thích phù phiếm, hình thức, nhưng các ngày lễ như 8 tháng 3, 20 tháng 10, 14 tháng 2 đều không thể không có quà. Vợ bảo đây không phải là vấn đề vật chất, mà chính là thể hiện tấm lòng, sự quan tâm đến người phụ nữ của mình. Tặng quà là phải có tâm, nghĩa là không thể quấy quá làm theo khuôn mẫu như là mua một bó hoa, tặng một tấm thiệp rồi nói vài câu chúc sáo rỗng. Tặng quà phải chọn được thứ mà người nhận thực sự thích, thực sự muốn có. Vậy mới thể hiện được sự thương yêu, mới là thực sự nghĩ cho nhau. Cái này nghe đến đây là cũng thấy hợp lý này. Vợ tôi, như kênh đã nói, không phải người phù phiếm, nên quà nàng muốn thường phải có giá trị thực tế. Hoa không cần tặng, vì em chỉ cần chụp ảnh một bó đẹp đẹp của ai đó ở công ty rồi đăng Facebook là xong. Nhưng quà thì phải là thứ em dùng được, thứ mà ngày thường em muốn lắm nhưng tiếc tiền không dám mua. Nàng bảo, với tiêu chí đó của nàng, quà 20 tháng 10 của tôi năm nào cũng tốn kha khá. Khi thì một chai nước hoa giá tầm 7-8 triệu, khi thì chiếc ví hơn chục triệu. Năm nào thấy chồng có vẻ rủng rỉnh, nàng mạnh dạn chọn cái túi hay chiếc đồng hồ giá vài chục triệu đồng. Những món quà sành điệu và thanh lịch này cần phải được đặt trên bàn tiệc sang trọng và tao nhã để nàng chụp ảnh đăng Facebook cho thật long lanh. Thế nên ngoài quà, tôi tốn sắp xỉ khoảng 2 triệu đồng cho một bữa ăn lãng mạn cho hai người nữa. Khoảng một tuần trước 20 tháng 10 năm nay, tôi chưa kịp hỏi vợ muốn quà gì để kịp chuẩn bị, thì nàng đã thông báo quyết định đổi mới. Năm nay tặng vàng đi anh, từ khóa hot nhất mấy ngày nay của chị em đấy. Nàng phân tích, vàng lại là biểu tượng của sự vững bền. Thế nên người ta mới dùng từ nghĩa đá vàng hay trái tim vàng để nói về sự thủy chung không thay đổi của quan hệ vợ chồng. Cơ mà cái bền vững nhất chính là giá trị của vàng, nó chỉ có tăng lên theo thời gian mà thôi. Mua túi hay đồng hồ thì dùng ít bữa đã mất giá rồi, chứ vàng thì anh tặng vợ năm nay, chục năm nữa nó vẫn ở đấy, chẳng mất đi đâu cả. Vợ tôi chém gió phần phật. Tưởng vợ nói đùa cho vui thôi, ai ngờ nàng nhất quyết đòi mua vàng làm quà 20 tháng 10 thật. Mấy ngày nay giá vàng cứ lên xuống xung quanh giá 7 triệu đồng, nên cứ lấy còn mốc đó nha. Năm ngoái anh tặng túi 25 triệu, tiền ăn 2 triệu, năm nay quy con số đó ra vàng, bù thêm thành khoảng 28 triệu để đủ mua 4 chỉ nhé. Cái này chị em mà đúng là chúa tể làm tròn. Vợ tôi chốt luôn trong vòng nửa nốt nhạc, bảo tôi chuyển khoản ngay, nàng sẽ mua hộ, còn đến quả này nữa mà. Nghe vợ nói liến thoáng, tôi thấy vâng, cái phương án vàng này thật sự có lý. Tôi cũng chỉ bỏ ra chừng đó tiền. Nàng vẫn sung sướng vì có món quà ưng ý. Mua vàng tặng vợ thì có khác gì đưa vợ giữ hộ, chẳng mất đi đâu cả. Ngày của chị em năm nay, có gia đình nào cũng quy quà 20 tháng 10 ra vàng để bỏ ống như gia đình tôi không? Nhà báo Thái Thịnh viết như vậy mọi người. Ê, đọc xong bài này thì anh em nghĩ như thế nào? Ở đây chắc là nhiều anh em chưa có gia đình. Chắc có lẽ là anh em chưa có một cái nhìn toàn cảnh về hôn nhân. Tôi rất là muốn ở dưới phần comment ở cái radio này sẽ có những người anh em có vợ có con rồi, để xem mà các anh em nghĩ như thế nào về hình thức này. Cá nhân em thì là một người độc thân, chưa có gia đình. Em mà đọc cái này em cứ thấy người anh em trong này cứ khổ khổ như thế nào. Mua quà đã theo chỉ đạo rồi, năm nay lại còn ăn quả làm tròn, trông cũng có vẻ ác ôn. Xong rồi lại còn chốt quả chuyển khoản vợ đi mua hộ nữa. Em cũng hy vọng là nếu như mà vợ tương lai của em mà nghe được cái này thì có thể gọi là giơ cao đánh khẽ một tí để em còn gọi là tiền lũng tiền rỉnh em đi uống cà phê với anh em bạn bè. Hey, nói thế thôi. Chứ cũng mà chả biết là sẽ độc thân đến năm bao nhiêu tuổi nữa mọi người ạ. Khổ lắm.
I just get like, it feels, I don't know, just too many pretty girls out there, too many pretty girls out there. Yeah, listen. Nhìn vào mọi em coi như anh chìm đến chết. Từ khó thì anh cần nhiều thế nên anh tìm đến vape. Chọn về anh vừa vặn bằng một miếng kẹp. Nên giờ để viết về em phải hẳn còn một mixtape. Gặp em coi như đợi anh chắc lắm nhưng chút rồi. Đẹp như Marilyn Monroe đang kẹt trong kịp lúc hồi. Muốn em để ý thường ghé chỗ em vẫn lúc ngồi. Nhắc từng ba ngày chưa rap cho em đã trôi mấy xu rồi. Chợp tình như thư lưu em vụ quên xuân quỳnh. Mấy cô hay bảo mấy anh nghề nghề thì khó thấy chân tình. Nhưng bỏ qua vài phút che tóc để lên hình. Thằng nghệ sĩ nào cũng vừa cái mệt tay không ở bên mình. Em thơm nồng như một đi old fashion. Làm thật xa xỉ với anh như Bao Ryzen. Đóng một tim mình thân tím như là Mike Tyson. Nhưng chẳng thể nào vụt mất em như là driving license. Sẽ mãi luôn là Clyde chỉ khi nói em là Bonnie. Chẳng cần là Potter bởi vì em là Hermione. Là đường dây nóng sẽ luôn giấc mấy một lúc em lonely. Cho bạn một bao thật khó để anh có em là Harley. Sẽ mãi luôn là Clyde chỉ khi nói em là Bonnie. Chẳng cần là Potter bởi vì em là Hermione. Là đường dây nóng sẽ luôn giấc mấy một lúc em lonely. Và cho bạn một bao thật khó để anh có em là Harley. Like, don't know what to say. Like, just make you feel awful. Like, I can't get her out of my mind. You've seen that chat, hey, căn cứ tình hình thời tiết ở xung quanh. Đêm nay nhiều khi hơi lạnh cho anh mời em đắp chung chăn. Gặp em vui như là xăng đổ đầy bình. Đồng thời cảm giác như làm điều ác ông trên vai đầy mình. Mẹ tức để vui được mãi thế này thế này. Anh phải quyết tâm trở thành người sống để có được em mỗi ngày. Nhìn em muốn hợp với em giống như nhạc trên với Khánh Ly. Nhẹ muốn trong tâm trí của anh cứ như là Khánh Thì. Em và anh muốn chết giấc ngủ tối nào cũng ngắn đi. Mai còn đi làm sớm thức vậy từ sáng thì chắc quý. Yêu em như mặc cái áo không vừa. Nhưng mấy cái đẹp là tội mà anh đánh chết không chừa. Và nếu như đây chỉ là giấc mộng thì anh muốn không bị ai đánh thức để anh thoải mái bông đùa em ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nghe DBD3. Và vừa rồi hy vọng là các bạn đã có những phút giây thật là chill với All The Pretty Girls qua phần trình bày của nam nghệ sĩ indie, vận động viên Tinder The One and Only Thái Sơn chấm than mọi người. Chắc chắn rồi, nếu như mà gọi tìm hiểu phụ nữ là một môn nghệ thuật thì Sơn chắc chắn là một nghệ nhân rồi. Không biết là sắp tới ngày 20 tháng 10, không biết là thầy đã có những dự định nào chưa? Đã có những buổi ăn tối thân mật gọi là customer service chưa? Thấy quả tập khách hàng ở ngoài Hà Nội là bắt đầu đông lên rồi đấy. Vẫn chứ cũng gần đến 20 tháng 10 rồi. Debbie xin thay mặt cho tất cả các anh em đang xem kênh cũng như là các anh em đang theo dõi radio Nghe DBD3 chúc tất cả các chị em một ngày 20 tháng 10 và tất cả những ngày còn lại trong năm luôn lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng khỏe mạnh cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Cũng như là thực hiện được những cái ấp ủ của mình trong khoảng thời gian sắp tới. Vì hơn ai hết, anh em chúng tôi cần chị em ở bên cạnh. Tại vì như hồi nãy đã nói rồi đó, đứng sau thành công của người đàn ông thì không thể nào thiếu được bóng dáng của người phụ nữ. Và nghe thì có vẻ như là nó hơi mang ý nghĩa là chị em là hậu phương của chúng tôi. Nhưng mà không tin chúng tôi đi, sẽ có những lúc mà hậu phương là tiền tuyến. Và tiền tuyến thì khi cần thiết, sẵn sàng quay về làm hậu phương. Miễn là gia đình êm ấm, đúng không các anh em? Ai thấy đúng là cho một like nhé. Và tiếp theo lại là sự xuất hiện của một bà chị nữa. Xin phép được nhường mic lại cho một bà chị của tôi sinh năm 93, năm nay chưa có người yêu. Ông anh nào mà giờ này vẫn còn độc thân lẻ bóng và làm ơn rời mắt khỏi cái màn hình cho tôi cái. Tôi thì không tin lắm vào tarot và trước đây cũng có nhiều trải nghiệm, cũng có chia sẻ với anh em trên kênh một số. Nhưng mà sau khi mà một thời gian mình được gặp chị một cách tình cờ thì tôi cảm thấy là chẳng phải là anh em mình sống ở giữa một cái xã hội quá nhiều noi như thế này thì lâu lâu tất cả những gì chúng ta mong đợi chỉ là một signal thôi, đúng không? Một tín hiệu cho chúng ta biết là con đường chúng ta đang chọn là ổn. Dĩ nhiên không ai có thể quyết định thành công của mình bằng chính bản thân mình, nhưng mà đôi khi cũng có những giây phút chênh vênh, những cái giây phút mà mình bị tổn thương, mình bị đời ăn cho mấy cú và mình bị mất thăng bằng.
thì mình cũng cần một cái lời chỉ dẫn nào đó, đúng không mọi người? Và chính vì vậy cho nên là tôi quyết định là sẽ mở một cái chuyên mục nhỏ ở trên Nghe Đời Bidiba. Và nếu như mà anh em cảm thấy là thích chuyên mục này thì hãy cho tôi biết và chúng ta sẽ tiến hành nó thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin nhường mic lại cho chị Kuma. Chị Kuma ơi. Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục Xem Tarot cùng Kuma. Hôm nay chúng ta có một trải bài chung với chủ đề Thông điệp ngẫu nhiên mà bạn cần nghe lúc này. Các bạn có thể chọn cho mình một tụ bài mà các bạn cảm thấy thu hút mình nhất, hoặc các bạn cũng có thể chọn tụ bài theo những viên đá mà mình đã đặt ở đây. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Bởi vì đây là trải bài chung và năng lượng không hướng tới một cá nhân nào cả, cho nên nếu tụ bài không phù hợp với bạn, bạn có thể chọn một tụ khác để nghe. Xin chào các bạn đã chọn tụ 1, đây là trải bài của bạn. Theo như trải bài thì mình thấy được bạn là một kiểu người có rất là nhiều ý tưởng, idea ở trong đầu. Và khi mà những cái ý tưởng đó nổi lên thì bạn muốn thực hiện nó ngay lập tức. Đây vừa là một điểm mạnh mà cũng là một điểm yếu của bạn. Bạn theo như trải bài này thì mình thấy được cái điểm yếu của bạn nằm ở chỗ là khi bạn giống như kiểu là bạn muốn thực hiện nó ngay tức thì luôn, và bạn không nghĩ tới rằng là có những cái yếu tố điều kiện xung quanh ảnh hưởng tới cái quá trình mà bạn thực hiện nó. Bạn không cần biết là mình có đủ thời gian hay không, có đủ tiền bạc hay không để mà thực hiện, và có những cái khó khăn gì trong quá trình bạn làm cái ý tưởng này của mình. Thì chính vì như vậy mà nó dẫn đến cái việc mà bạn bị quá tải. Bạn bắt đầu quá nhiều kế hoạch, cái nào bạn cũng muốn làm hết, nhưng mà cái nào cũng dở dang. Có quá nhiều idea, có quá nhiều kế hoạch mà nó chỉ được bắt đầu thôi và không có sự kết thúc. Chính vì vậy mà nhiều lúc đó, bạn sẽ bị struggle, bạn bị stuck ở trong những cái idea đó và không biết là mình phải làm cái gì tiếp theo. Chính vì vậy mà lời khuyên dành cho bạn rằng bạn hãy tự tạo cho mình một cái list những công việc bạn cảm thấy là cần ưu tiên làm trước tiên hết, những kế hoạch mà bạn cảm thấy là nên được đưa lên hàng đầu để làm và thực hiện nó, và đưa ra một cái kế hoạch cụ thể như là có những khó khăn gì khi thực hiện nó, cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu tiền, hay là cần nhờ mượn sức của ai hay không. Bạn phải lên một cái kế hoạch thật là chi tiết và chặt chẽ để có thể hoàn thành được những cái ý tưởng mà bạn đã đặt ra. Trả bài cũng khuyên là bạn phải nên có một sự kiên nhẫn nhất định dành cho bản thân. Bởi vì không phải một dự định, một cái kế hoạch nào cũng có thể thực hiện một cách dễ dàng. Bạn phải kiên nhẫn với bản thân mình hơn, cho bản thân thời gian từ từ thích nghi, từ từ giải quyết mọi vấn đề. Thì những cái dự định và idea của bạn sẽ được thực hiện và hoàn thành một cách xuất sắc. Chúc bạn may mắn. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài số 2. Đây là trải bài của bạn. Theo trải bài này thì mình thấy được là nếu như hiện tại bạn cảm thấy là mọi thứ trong cuộc sống của mình đang bắt đầu diễn ra một cách chậm chạp và mọi thứ dường như đang chững lại, dù bạn có cố gắng như thế nào để giải quyết vấn đề thì mọi thứ đều không đưa lại cho bạn một cái kết quả mà như bạn mong muốn, thì bạn cũng đừng vội buồn hay là nản lòng, bởi vì đây chính là khoảng thời gian mà bạn cần
để được nghỉ ngơi, để được suy nghĩ về tất cả những gì mà bạn đã làm từ trước đến giờ. Nếu như mà bạn là kiểu người ít thể hiện quan điểm, thể hiện cảm xúc và mở lòng thì đây là một khoảng thời gian thích hợp để cho bạn có thể mở lòng mình ra và tâm sự với mọi người xung quanh, với gia đình, với bạn bè và nhất là với những người đi trước có nhiều kinh nghiệm hơn về những cái khó khăn, những cái khúc mắc mà bạn gặp phải trong cuộc sống hoặc là trong công việc, với những cái dự định và kế hoạch của mình. Mình tin chắc là bạn sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm và những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua được những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Đây là khoảng thời gian để bạn sống chậm lại một chút, nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn và rút được ra được cho bản thân mình những bài học mà bạn cần phải học. Và từ đó sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều cái kiến thức, nhiều cái experience sẽ giúp cho bạn giải quyết được những khó khăn mà bạn gặp phải trong công việc và cũng như trong cuộc sống. Chúc bạn may mắn. Xin chào các bạn đã chọn tù bài số 3, đây là trải bài của bạn. Ở trải bài này thì mình thấy được trong khoảng thời gian vừa rồi bạn đã phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở trong cuộc sống và có những tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần. Thì các bạn có thể yên tâm được rồi đấy, vì khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn và được chữa lành mọi tổn thương. Đây là khoảng thời gian mà có thể bạn sẽ phải nhìn nhận lại mọi sự việc đã xảy ra trong cuộc sống của mình để xem cái gì có thể buông bỏ và cái gì xứng đáng để mình giữ lại. Có lẽ trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà bạn cảm thấy mình yếu đuối nhất và dễ đưa bản thân vào những tình huống khó xử. Chính vì vậy mà lời khuyên dành cho bạn là bạn phải thật sự bình tĩnh trước mọi sự việc xảy ra để đưa ra được những hướng giải quyết phù hợp cho bản thân mình. Mặc dù biết rằng là bản thân đã phải chịu rất là nhiều tổn thương, trải qua nhiều khó khăn, có những vết thương mới, những vết thương cũ khó mà chữa lành được, nhưng các bạn hãy yên tâm, thì dù như thế nào thì cũng sẽ có một người phù hợp đến và chữa lành cho tâm hồn của bạn, chữa lành hết mọi tổn thương, mọi vết thương và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và có một cái nhìn đầy hy vọng về cuộc sống tương lai. Quan trọng là bạn phải tin tưởng. Chúc bạn may mắn. Hẹn gặp các bạn ở một chủ đề khác. Baby need your love. Mình bên nhau như người say quên đời. Baby need your love. Tình yêu trên môi thì không nên lời. Dù là bầu trời này cao xa bao nhiêu thì cũng thế thôi. Chỉ cần mình còn cầm tay nhau đi qua mọi thứ sẽ trôi. Trôi. Anh làm nhạc chăm chỉ, anh luyện tập không có nằm nghỉ. Giữ mình mơ mộng vì liên tục thu hút để tiếp tục thu hút đâu gì khó ăn nhỉ. Anh được nhiều cô vây quanh, vài cô tung hô bay lên mây xanh. Mà mấy lần nhiệt tình hoặc có hơi cao hứng là sẽ chơi buồn lời luôn hai tay phanh. Anh xin lỗi nếu có ngược đời và thiếu kiên nhẫn là do thiên bẩm. Thằng đàn ông nào khi đã đi rồi về không còn nguyên bản. Ai cũng phải sống và cần tình yêu nên anh cũng đã giữ một phần mình riêng. Phải chiến đấu rất nhiều biến tấu để có thể đổi vài lần bình yên. Mình gặp nhau trên đời đã từ không nên rồi thành không nên rời. Bởi giữ cuộc đời mình tưởng tượng dập nhiều bay bổng y như lên trời. Anh không muốn ngày nào nghỉ ngơi, làm nhạc đa hit đi cùng anh em về nơi xa tít. Bằng một tình yêu dạt dào da diết mà thật ra chỉ chơi. Em ơi anh không tin ai bên trong trái rồi. Không mơ không mong nay mai là gió bay thôi. Nàng là liều thuốc căng mới thay nắng nhây môi. I need your love, I need your love. Em ơi anh không...
không tin ai bên trong trái rồi. Không mơ không mong trong mai lời gió vậy thôi. Đang là liều thuốc cắt mới thấy đắng ngày môi. I need your love, I need your love. Anh chắc chắn không chỉ anh mới nghĩ rằng em là một điều đặc biệt. Trong khi ai cũng có tim một bản sao của điều đặc biệt họ đều khập khiễng. Thế giới anh không nhất nguyên và tình yêu cũng không vĩnh cửu bất biến. Giữa lẫn nhau không ai lùi đội của hai người và những điều luật riêng. Người phụ nữ của anh cũng mạnh mẽ và nhanh giống như là một chiến binh. Cô ấy cũng có những cưỡng chế và thượng đế của riêng mình. Cũng có những hoài nghi và là kẻ ái kỷ. Chẳng có gì sai khi mình phải vì mình. Và cũng học được rằng tình yêu chỉ là phép loại suy nếu không hy sinh. Đừng lì, em khiến cho đêm nay trở nên thần kỳ. Tận hưởng và gọi anh em cần gì. Cách em tận hưởng làm họ sân si. Đừng bao giờ nói xin lỗi hay là mừng đi. She her own boss, she run it. Bought her own spot, she be honey. We live the cold and the funny. She got that bun, she bunny. She got that junk, she's tuggy. Em muốn mua gì em mua. Em không phải công chúa, em không cần một vị vua. Mình đều sống vì cuộc đua. Lớn hơn và cao hơn và nhanh hơn nữa. Những kẻ đi trên dây chọn những kẻ đi trên dây. Mình không xin phép khi mình lấy. Đẹp nên mình không ghét để nhìn thấy. Baby, em ơi anh không tin ai bên trong trái rồi. Không mơ không mong nay mai là gió bay thôi. Nàng là liều thuốc căng mới thay nắng ngày môi. I need your love, I need your love. Em ơi anh không tin ai bên trong trái rồi. Không mơ không mong trong mai lời gió bay thôi. Nàng là liều thuốc căng mới thay nắng ngày môi. I need your love, I need your love. Anh đang sống với tự do lung tung thôi, tình yêu không cần lo chi. Đôi khi không phải thứ mà anh mong chờ, là thứ anh cho đi. Em có thể ví nó như là giải trí. Mấy cái TikTok để nói với anh khi vẫn muốn thử với anh một lần trong đời họ. Không ngờ phải quay đi, có đầy tình yêu ở trong người nè. Không phải yêu như kẻ thông thường. Rap và rap anh vẫn không ngừng thấy anh trip trip trong từng nhịp đều có bao nhiêu kẻ chăng. Nếu là quá khó thì cứ việc để ăn. Biết tại sao sáng ở trong đôi mắt đó khiến cho người yêu cũ em như thức trẻ tranh. Tình yêu ai mà không cần nó, tuy rằng ai mà chưa từng có. Mấy lần thật khó, cứ việc mặc nó trôi qua như cơn gió. Anh đã không hiểu vì cớ, anh luôn nói biết chuyện đó. Nhưng cô ấy lại như là thuốc, anh không đáng nhận lắm. Mình bên nhau như người say quên đời. Baby need your love. Tình yêu trên môi thì không bền lời. Dù là bầu trời này cao xa bao nhiêu thì cũng thế thôi. Chỉ cần mình còn cầm tay nhau đi qua mọi thứ sẽ trôi. Trôi. Yo, chào mừng quay trở lại với Nghe Đi Đi Ba. Và contract vừa rồi các bạn vừa nghe là Need Your Love, có phần thể hiện của People Be Wine cùng với producer Visor, đồng thời là người hát cái hook vừa rồi luôn. Hy vọng là với chuyên mục cải bài cùng Kuma vừa rồi sẽ mang lại cho các bạn những cái giây phút thoải mái, thư giãn sau khoảng gần nửa tiếng hồ nghe cái giọng kiểu này của tôi. Và cũng hy vọng là tất cả các bạn sẽ nắm lấy những cái tín hiệu mà vũ trụ truyền đến cho các bạn. Và hãy thử lắng nghe tín hiệu ấy một lần xem có mất gì đâu chứ, đúng không nào? Và nếu như mà thực sự nó có hiệu quả với tất cả mọi người và nó mang lại cho mọi người những giá trị tích cực nào đó trong cuộc sống, thì các bạn hãy chia sẻ với tôi thông qua hòm thư tâm sự tuổi liền của anh em mình. Cái hòm thư đấy, cái link nó vẫn ở đấy luôn, nó vẫn ở cái phần description kể từ ngày đầu tiên đến bây giờ. Chỉ là lâu quá rồi mình không lôi nó ra đọc thôi, chắc là nó mốc mẹ rồi đấy. Và tôi cũng hy vọng là sắp tới khi mà tôi mở cái hộp thư đó trở lại thì sẽ nhận được rất nhiều tâm sự của mọi người về những vấn đề xảy ra ở nơi các bạn đi làm, đi học, nơi các bạn sống hàng ngày, những cái vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Mà tôi biết là các bạn cũng có thể rất là khó để tâm sự được với người nhà của mình, đúng không? Có nhiều chuyện nó như vậy. Tâm sự với anh em bạn bè nhiều khi có những chuyện mình còn ngại nói cơ. Nên là hãy thôi, cứ coi như là tôi và Nghe DBD3 ở đây nó như một cái hòm thư để các bạn trút nỗi lòng vào đấy nhé. Tôi sẽ đọc và chọn ra những bức thư mà tôi cảm thấy hay và ý nghĩa nhất, cũng như những câu chuyện mà tôi cảm thấy phù hợp nhất để chúng ta có thể đọc cùng với nhau ở trên này. Gửi tặng cho nhau những bài nhạc thật hay và đi kèm đó là những lời khuyên, lời động viên nhau trong cuộc sống. Cũng rất là cảm ơn các bạn vì giữa một cái bối cảnh xã hội nó nhiều
nhiều thứ như thế này, rất là bộn bề, rất là nhiều thứ, ngay cả ở trên mạng xã hội thôi, ngay cả trên YouTube thôi, anh chị em cũng có rất là nhiều lựa chọn để nghe. Ngay cả những người làm về nhạc hip hop và những người làm reaction nhạc rap, mọi người cũng có rất là nhiều lựa chọn, nhưng mà mọi người vẫn ở đây cùng với nghe DVD3. Cái đó là một cái động lực rất là lớn để tôi có thể tiếp tục làm tiếp. Mặc dù làm cái này thì bây giờ mọi người cũng biết đấy, trước mắt là sẽ phải chọn những bài nhạc nào mà không bị đánh bản quyền đã. Không thì một số chúng ta khoảng 5-6 bài họ vụt cho khoảng 3 gậy là bay kênh. Khổ lắm. Mong là sắp tới các anh chị em sẽ tiếp tục đón nghe DVD3 ở trên kênh YouTube DVD Official, cũng như là trên Spotify hoặc là các nền tảng social khác như là Facebook hoặc là server Discord DVD Động. Đó sẽ là server mà chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái event vui vui ở trong đó. Cũng như tôi sẽ cố gắng làm sao để xây dựng một cái kênh radio 247 khi mà thời lượng chúng ta đủ dài để phát nguyên một ngày, để bất cứ một lúc nào mà anh chị em cảm thấy stress hoặc là cần có một cái giọng nào đó rì bên tai mở nhạc cho anh chị em nghe, để anh chị em có thể chạy deadline hoặc là làm luận văn, làm thuyết trình, thì nghe DVD3 luôn ở đó cho anh chị em. Và bây giờ bài nhạc cuối cùng thay cho lời chia tay, thì nói chung là cũng không giấu gì, từ đầu chương trình đến giờ thấy có anh Hà rồi, thấy có anh Sơn rồi, cho nên là thôi, sống lại cảm giác live stream một tí đi, nghe linh cảm đuổi khách nào. Bye bye mọi người, chúc tất cả mọi người sức khỏe, cả bên trong lẫn bên ngoài. Stay tuned, peace out. Có những lúc anh sai, mà cũng có những lúc em sai, thì sao cơ? Does it really matter? Có phải đã đến lúc chi hai? Có phải em muốn dừng lại? Thì chẳng sao đâu, vì em vẫn xin nghĩ như lần đầu. You baby blame it on me. Những tình nhắn anh đã không xem những khi yêu công tay. I'm sorry for not being there anytime you need. Oh, who the fuck I try to be? L-A-M-E. Ooh, baby don't live. Ai cũng muốn lên tiếng lên đâu thì nghe được con tim. Cả hai ta đâu ai biết đâu mà là thứ ta luôn kiếm tìm. Đừng để nó kết thúc trong lặng im. Loving as a team and we can make it through the trip. You know I need baby. Sit down like some you.